Linh xin chào ngày mới tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn bình yên trong cuộc sống và an toàn trong mùa Covid. Cách đây khoảng hơn 1 năm, mình cũng vì cách ly xã hội mình không về quê được. Nay cũng vậy, vì giãn cách xã hội mình không về quê nấu những món ăn cho mọi người xem được. Hôm nay mình sẽ đi trốn dịch ở một nơi. Bây giờ xin mời tất cả mọi người theo chân mình đi ra ngoài đồng nướng tôm ăn nha. Bây giờ xin mời tất cả mọi người theo chân mình. Dạo này con dịch vật nó bao vây khắp nơi, nó rượt mình phải bỏ chạy, không về quê được. Mình sẽ thư giãn ngoài đồng ruộng nha mọi người. Mình đã nhóm xong bếp lửa nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cùng nhau nướng tôm nha. Mình sẽ bỏ tôm lên dĩ nha mọi người. Bỏ tôm lên dĩ như thế này. Mình bỏ chừng 5 con nha mọi người. Bên rồi, bây giờ mình trở bên đây cái mình ăn được rồi mọi người. Tôm này nó chín rất là nhanh. Chín rồi nghe mọi người. Mình bỏ ra dĩa. Mình nướng một vỉ nữa. Tôm này nó rất là nhanh chín đó mọi người. Chỉ cần có lửa than mình đốt lên chút xíu là nó sẽ chín.
tôm nướng mình vừa thực hiện xong rồi mọi người. Bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng mình ăn nha. Mình đã chuẩn bị đây một bịch muối ớt đâm sẵn nè, và chanh. Mình vắt vào một miếng chanh nha mọi người, ăn cho nó chua chua. Đáng lẽ tôm là phải có muối tiêu chanh ha, mà mình không có chuẩn bị muối tiêu chanh, mình chuẩn bị muối ớt à. Lột tôm rồi mình ăn nha mọi người. Tôm nhìn nó rất là ngon luôn, rất là lâu rồi mình không có ăn cái món tôm nướng này mọi người, ăn tôm rang, tôm luộc. Nay mình mới ra ngoài ruộng á, mình trốn dịch, mình ăn món tôm này. Xin mời tất cả mọi người nha, mời tất cả mọi người. Rất là ngon luôn. Con tôm nướng này rất là thơm nha mọi người. Nhớ hồi lúc mình bé xíu á, mình cũng hay nướng cua, nướng cua mình ăn. Chứ hồi xưa còn nhỏ làm gì có tôm mọi người. Lại mình hồi đó dưới quê á, có những con tép nhỏ chứ đâu có con tôm to như thế này. Mời tất cả mọi người nha. Rất là ngon. Mình đi từ lúc trưa tới giờ mọi người, bây giờ đã chiều rồi. Mình ăn xong rồi mình cũng đi về. Rất ngon luôn. Mọi người thấy món tôm nướng ngoài đồng của mình có ngon không? Nếu mọi người thấy món tôm nướng ngon thì hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng cách chia sẻ rộng rãi video cho tất cả mọi người cùng xem. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video lần sau.